tôi trở thành đại gia rồi. Cái gì? Tình tí luôn á hả? Ừ. Ê, xuống cửa đây cơ mà. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ê, nói nghe nè, đi xe này lỡ mà có mưa, chắc phải mạo mưa đúng không? Ngồi xuống mau lên. Hào hết xe thôi bây giờ. Thắt cái dây an toàn vào. Rồi, đi thôi. Lên đường thế nào. Dạ sao vậy ạ? Chắc không sao đâu em. Nè, nè anh nhìn đi, chỗ gì mà mắc dữ vậy? Xe lát thôi mà 500 ngàn lận hả? 500 ngàn là anh có thể mua được nguyên cái xe tải xe lát. Anh ăn hết kiếp luôn á. Hả? Miết bỏ đây, bán 3 triệu. Bỏ đây nuôi bằng vàng hả? 3 triệu dưới Đà Lạt tôi á là mua được nguyên con bò luôn á. Thôi đi, ăn xong á, có khi cả tuần lại không dám đi toilet nữa cho coi. Thế mà cô nói được à? Trông kìa, trông kìa. Bảo sao tôi không thể nào là không thích cô được. Anh mới nói gì vậy? Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi? Tôi diệt chuyện đó. Ước gì tôi là bạn học của cô nhỉ? Chi vậy? Thì để làm mối tình đầu của cô chứ làm gì nữa. Ai đồ ngốc, trông có mỏ kia. Biết tên này hôm nọ tỏ tình với cô, tôi đè cô ra hôn một cái cho xong. Thì ra là anh lại muốn chết rồi đúng không hả? Ôi, tôi lại đùa ấy mà. Đùa, tôi không quan tâm. Anh đi về lo công việc trời hành của anh đi. Đi, 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 đi. Ôi. Mà cũng đến lúc tôi phải đi rồi. Phải đi thật rồi. Vậy anh cứ đi đi. Rồi ngày mai chúng ta gặp lại tòa soạn. Bye. Hạnh phúc nha Nabil. Tôi